Hello mọi người, hôm nay bên này sẽ làm món cà ri ốc nghêu. Đây là con clam. Ok, bên này bắt gần nhà. Ok, hôm nay mình sẽ nấu cà ri nghêu. Giờ bác nàng sẽ làm bánh bánh mì của Ấn Độ gọi là naan bread. Ok, cái này bác nàng sẽ dùng cái recipe, cái flavor curry của cái Ấn Độ, cái hiệu này. Như là một ít curry powder hot nữa. Rồi mình sẽ pha chế tí xíu nha. Bây giờ bên này sẽ làm cái bột trước để cho nó nở. Bên này sẽ nhồi cái bột trước. Bột bánh mì của Ấn Độ. Ok, bên đây bên này có cỡ 3 cốc bột mì. Ok, bột mì thường cũng được, bột mì self rice cũng được. Nếu không có self rice mình cho 1/4 muỗng yeast, bột yeast vô đây. Ok, cái này là 3 cup nha, 3 cup bột. Ok, cái này sẽ cho 1/4 muỗng muối vô đây. Ok, đây là 1 cup yogurt, plain yogurt. Plain yogurt là yogurt đó, yogurt thường á, yogurt không có ngọt trong đây đó nha. Ok, rồi bên này sẽ cho nó vô đây. Rồi bên này sẽ cho một tí xíu baking powder, lại 1/4 muỗng cà phê. Ok, rồi bây giờ mình sẽ lấy nước. Ok, bên này sẽ cho một ít nước vô. Mình sẽ trộn nó. Ok, it's very easy, you don't have to exactly measure. Không cần phải đúng cái độ lượng bao nhiêu bột, bao nhiêu nước gì đâu. Ok, so you just mix up. You just add a little bit water slowly. Mình cho nước từ từ vô, mình nhồi. Ok, cái này là mình làm bánh mì Ấn Độ nha. Thì bác đang dùng bột mì, bột mì nếu ai có bột mì self rice thì mình dùng bột mì đó, không cần cho một tí xíu bột nổi. Còn người không có self rice, regular flour thì cho 1/4 muỗng cà phê bột yeast, bột nổi đó. Ok, rồi mình cho 1 cup yogurt nữa nha. Đấy, mình cứ cho nước vô từ từ như thế này, rồi mình nhồi nó. Ok, mình nhồi cho nó gần, bên này chế cũng gần 1 cup á, 1 cup nước á. Ok, cũng tùy theo cái bột á, mình xài bột mì kiểu gì, có khi nó nhiều hơn, có khi nó ít hơn á. Cái này bên này xài bột mì của Đại Hàn, bột mì làm bánh bao nó trắng đó, bên này thích bột mì đó. Rồi mình sẽ cho một tí xíu dầu ăn vô, like 1 teaspoon oil. Rồi mình sẽ nhồi nó lại. Ok, hơi nhão. Cái này sẽ lấy thêm một ít bột khô nữa. Cái này nó hơi too sticky, you see? So mình add a little bit more flour, it's okay too. One second.
So if it's too dry, you add a little bit water. But if it's too wet, you add a little bit flour, okay? You don't have to be exactly, okay? Cái bột mì của Đại Hàng này ngon lắm. Ai mà tôi muốn làm bánh bao á, mua cái bột mì của Đại Hàng hiệu nó có hai màu, màu xanh với màu đỏ. Cái này đã làm bánh bao trong một cái video kỳ trước đó. Bên nào có quay trong đó đó. Nếu ai muốn coi cái hiệu bánh bao đó thì nó nằm ở trong đó đó, ok. Nó rất là trắng, cái bột mì này nó rất là trắng. Rất là dẻo luôn, rất là ngon. Nói chung cái bột mì này á, làm bánh gì cũng ngon hết. Cái nàng cảm thấy như vậy, làm bánh gì cũng ngon hết, rất là xốp. Cái nàng sẽ làm thử làm bánh mì Việt Nam nữa. Khi mà mình nhồi á, mình thấy cái bột nó trắng vậy nè là mình biết cái bột này là bột tốt, mì tốt. Thì nó trắng tinh nè. Cái này bột này mà làm bánh bao nó trắng lắm. Nó trắng cũng không có thua gì cái bánh mà cái hiệu bột bông hồng đỏ hoặc là cái bột hiệu hoa sen gì đó. Không thua đâu. Nó cũng 90 mấy % rồi. Cái nào mình cho nó xíu bột. Ok. Nào quên để cái khăn dưới cho cái tô nó đứng. Mình sẽ ủ cái bột này cỡ 20 phút đến nửa tiếng, ok. Trong khi mình ủ bột, mình sẽ làm cái mình đi luộc cái ốc và mình nấu cà ri. Đây tí xíu nữa. Ok. Cái này đi rửa tay nha. Ok. Bây giờ mình sẽ để nó qua một bên tí xíu. Ok, mình để nó nhỉ tí xíu rồi mình sẽ nhồi lại tí xíu lại nữa, ok. Cho cái này chùi cái này. Okay. Bây giờ mình sẽ đắp một nồi nước sôi, mình sẽ luộc mấy con ốc này, ok. You're gonna boil the plant. And then you're going making the flavor. Mình sẽ xào mấy cái khoai này lên. Mình sẽ nấu cà ri. Okay. Now you're going to use the hot. Một cái nồi. Mình sẽ nấu nước sôi. Okay. Mình sẽ luộc ốc. So you're going to boil them. They open up, and then we take the clam out. We're going to make a curry.
We also use the juice. Mình khi mà mình luộc con ốc này á, xong rồi mình sẽ giữ cái nước này, mình sẽ làm cái broth, okay? Alright. Rồi. Trong khi đó cái nhà cũng sẽ nó sôi rồi, nó sôi rồi. Okay, now we have a hot water. We have like about 3-4 cup hot water. Go boil the clam. Like this size, okay, like not too small, not too big, okay. Right, let them boil. Now let's see. Okay, that's it. Luộc nó lên, okay. Let me check the flour. Sau mình sẽ trở lại cái bột, okay. Bởi vì mình không có máy, nếu mà ai có máy đó thì bỏ vô máy nó sẽ nhồi nó cho nó nhuyễn, cho nó mịn. But what are you with this? Lấy cái batcher này mình làm trộn nó cũng dễ nè, không có dính trong cái tay của mình. Bột nó trắng lắm nè, thấy không? Cái bột rất là trắng. Cái bột này mà làm bánh bao á rất là ngon. Cái này thích cái bột này lắm. Lại bên nào ra, bên nào lấy cái bịch cho mọi người coi nha. Ok. Rồi, vậy là được rồi. Mình sẽ ủ bột hết. Ok. Ok. Mình sẽ ủ bột. Mình sẽ cho một tí xíu dầu lên đây, ok. So you let sit for 20 minutes or half hour, okay? In warm place, okay? Mình để cho nó ấm á, thì nó sẽ nhanh hơn, okay? Let me get you the back of the flour, okay?
Đây là cái bịch bột đại hàng. Nó có đi, nó có cái hình bánh bao há cảo ở ngoài nè. Xí. Với lại cái noodle udon á, nó làm bằng cái bột này. Rất là ngon. Cái bịch này là 2,5 kg mà 5,5 pound. Mấy nào mua cỡ 4-5 đồng gì đó. Ok. Cái này của đại hàng. Ok. Nếu ai mua được cái này thử đi nha. The clam, you have to stir them, okay? So they can open. Mình phải đụng đụng nó, mình phải xà xà nó lên, okay? Thì nó mới chịu mở. Mình không đụng nó đó. Và nó nằm nó mở. Take long time. Okay. So mình để mình đụng đụng nó như thế này, okay? Okay. Và cái này giới thiệu. Cái này đã cắt sẵn. Này là củ hành hương Charlotte. Ok, một củ. Bên này có lemongrass, garlic. So you can have use for 2 teaspoon or 1 teaspoon of each. Ok. Cái này là Asian yam. Cái này là khoai cái này là cái củ khoai sọ đó. Cái củ khoai nó nhỏ nhỏ như này nè. Khoai sọ, cái này không biết tiếng Anh là cái gì nữa. This one is purple yam, là khoai lang tím. Cái này mua ở tiệm Whole Foods á. Okay. This is butterscotch, Japanese butterscotch. Mình ăn có vỏ nha. We eat the skin too. Super delicious. Nó creamy lắm. Mình nấu cái cà ri mình cho cái này rất là ngon. Cái này có một củ hành ngọt. Okay. So this is all I'm using for curry today. Now we go boil the clam. We take the clam out and then we're going to saute them. Okay. Nếu ai có cái đi tiệm Ấn Độ được á, thì do đó mình mua đa số cái curry của cho cá hoặc cho gà hoặc cho vegetable, cái nào cũng được hết. Just get one of this. Tại vì mình thích cái gia vị của Ấn Độ đó. Còn không có thì mình dùng cà ri của người Việt của mình thường. Ok. Hoặc là you can get curry hot, powder hot, nó sẽ cay cay nè. Ok. Thì tùy ở nhà có bột cà ri thì mình dùng cái đó. Biết nàng thích nó cay cay nữa thì với nàng cho một ít pepper. Ok. Pepper. Ok. Biết nè, sẽ dùng một tí xíu hot and sweet salt, ok? It might be hot, ok? And coconut, you need a little bit coconut cream, ok? Now let's check the clam. Well, you can cook this curry, you can cook with anything. You can cook with chicken, you can cook with vegetable and tofu. You also can cook with fish, scrimp, sweet, seafood, you know, whatever. Mình cho nó thêm vô cái gì cũng được. Nhà có cái gì thì mình nấu cái đó. Ok. Hôm nay biết nàng ở nhà có nhiều clam. Cho mình sẽ nấu cà ri clam mình ăn. Ok. Cái nước của cái con clam này nó rất là ngon. Nếu như mình đi bắt á, thì nó tươi với lại nó sạch.
Còn mua thì bác nào không có bảo đảm ở ngoài đó, sometimes you cook and they have a lot of sand in there, so you cannot use the juice. Okay, mình đi mua clam ở ngoài thôi, khi mình nấu nó có cát trong đó thì mình không có dùng cái nước của nó được. Còn cái này là cái clam này bếp nào tự bắt á, cho nên nó rất là sạch. So bếp nào sẽ giữ cái chút là cái nàng nấu dùng cái bra. Ok, nàng nó open nè. Ok, nó đây start open nè. Mình phải đụng đụng nó nha thì nó sẽ open. Ok, you have to touch them a little bit, they gonna open. Thích đi bắt clam lắm, bắt rất là vui, thích bắt lắm, rất là vui. Cái này vừa cỡ 4 cái con hôm nay. Cái con clam này đó mình nấu được nhiều món lắm, rất là nhiều. Bữa trước cái hàng nấu chả ốc á, rất là ngon. Rồi cái nàng xào, cái nàng cuốn bánh tráng rất là ngon luôn, làm được rất là nhiều món. Cái nàng sẽ làm chả giò nữa, mà phải không có thời gian không. Dumpling cũng ngon lắm. Mình cắt nhỏ nhỏ ra, mình trộn với lại một ít thịt, thịt xay. Rồi mình cho một ít hành, hẹ. Rồi mình gói vô cái dumpling đó, rất là ngon. Thay vì mình cho tôm, bây giờ mình có nghêu thì mình làm nghêu. Xây cái nước dưỡng trong, trong lắm. Mình sắp sửa xong rồi, bắt đầu là mình sẽ dùng cái nồi, mình cho một ít dầu vô, mình sẽ xi tỏi. So next you use the pot, heat up some oil and you fry the garlic, lemongrass and onion. Okay. Ngon chưa? Ngon chưa mọi người? Rất là ngon. Okay.
sẽ có một cái nồi. Đây, cho mọi người coi nè, ốc nè, rất là ngon. Ngon chưa? Ok. Rồi. Bắt đầu mình sẽ xào. Heat up some oil. Ok. Some oil. We go to fry some garlic, shallot, lemongrass and onion. Ok. Mình sẽ phi hành tỏi ra nha. Ok. I love sweet onion. Cái này thích củ hành ngọt lắm. I love it. Cho nó vô. Rồi, we'll add garlic and lemongrass, tỏi với lại xả xay nha. Rồi mình sẽ cho curry powder, mình sẽ cái gói gia vị Ấn Độ cà ri đó, của cái này nữa. Nàng sẽ cho một ít pepper, kimchi powder. Nàng sẽ cho một ít bột nghệ vô. Nên cứ cho một ít curry powder. Ok. And a little bit hot Swiss Maggi sauce. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ cho the clam juice in here. And a little bit
rock sugar, rock rock sugar. Mình cho một ít đường phèn vô. Ok. Rồi, that's it. Let it boil. Now you go add all the potato, yams in here. Mình cho khoai vô. Okay, let it cook. Okay. Mình không có cho nước cốt dừa vô liền nha, mình nấu cho nó chín hẳn hết rồi mình mới cho nước cốt dừa vô. Okay, don't add the coconut cream right away. Let cook, let finish cook completely finish, and then you add the creamer, the cream milk in, and then let them just a little bit heat up a little bit. Don't let boiling. Don't boil when you add the coconut. It's not good. You get a bubbling. You get not a creamy look. So the coconut, you only cook low medium heat. Don't ever cook high heat, okay? Rồi, bây giờ mình sẽ lột ốc ra nha. Mình sẽ lột ốc ra. We'll take out the clam. Okay. Almost done. Okay. Okay. So let it boil, cho nó sôi lên nha. Nó sôi lên rồi mình sẽ lột cái ốc ra, rồi mình cho nó vô, ok? Okay, see, it look good, right? Move cho nó gần lại chút. Okay, see. So remember, when you cook curry, don't ever add the coconut milk in early, and don't use the high heat, okay? It's not good to cook the high heat with coconut milk, even you use the milk too. You can also use regular milk or cream milk also too. Don't cook high heat, all right? Let it cook completely, everything done, and then you add the cream milk, or you can add the milk, or you can add the coconut milk, and let just use low heat, okay? To just heat it up, the whole thing, okay? Mình mà nấu cà ri á, mà mình cho nước cốt dừa hoặc là mình cho sữa rồi vô sớm quá đó, mà mình để nó sôi ụt á là không có tốt đâu nha. Nó sẽ bị lợn cợn á, nó không có ngon, nó không có nhìn đẹp nữa. Alright, nhớ nha, mọi người nhớ nha. Cà ri này mình dùng sữa cũng được, mình dùng sữa thường cũng được, hoặc là
cream milk cũng được nữa, ok. Mình có cái gì mình dùng cái đó, ok. Củ hành này ngon lắm á, củ hành ngọt này ngon lắm á. Very very healthy, the sweet onion. Later on, cái this squash, it go to be melt out like buttercream, make the broth, the soup more thicker, and you will have a more flavor. Okay, super delicious. So let it cook. All right. And now let we open the clam. Okay, thì mình gỡ ốc ra nha. Open the clam, okay? So I open like this. You dry, you turn like this, okay? You check it out. See? We're gonna make a remember, do not do too high heat, okay? Ngon quá, nhìn hấp dẫn quá. Có khoai này ngon, nó ăn cũng ngon lắm. This potato is good too. Very healthy. Okay, let's open the clam. If you have big clam, you cut the clam in small piece, okay? Nếu mà con ốc nào mà mình mua hoặc mình bắt nó bự quá đó, mình cắt nó nhỏ nhỏ ra, okay? Con ốc này thì ở đây vừa rồi. Cà ri này nấu rất là nhanh, không có lâu. Cái clam này một hồi nữa mình phải nhớ mình cắt cái đen đen này ra để với nàng chỉ cho mọi người nha. Nếu ai không biết cái đen đen này nè, đây nè. Một hồi mình lấy cái kéo mình cắt nó ra, ok. Để xem sao nó có cát trong đó đó. Mình cắt nó ra. Để nàng sẽ đi check cái bột á, mình sẽ làm một ít mấy cái bánh ra luôn, mình sẽ nấu mấy cái bánh ra luôn. Mình sẽ dùng cái iron, ok, we'll use iron.
bé nào không có làm bánh non bread, bánh mì Ấn Độ. Bé nào thích ăn lắm, ăn không cũng ngon nữa, cái bánh mì đó ăn không cũng ngon nữa. Mà mình làm tới đâu mình ăn tới đó, ok. Mình đừng có làm hết bánh mì một lượt hết, tại bánh mì đó ăn nóng nó ngon. Còn ai mà có bánh mì giống như Việt Nam là hết sảy luôn, cũng hết sảy luôn. Chỉ cho mọi người cắt cái này ra nha. Mình phải cắt cái màu đen này nè, thấy không? Cái màu đen này không? Cắt nó ra. See? Cắt nó ra. Ok. Cắt nó ra. Bỏ nó vô luôn. Mấy con này không có dai lắm đâu. Ok. Cắt nó ra nha, nhớ cắt nó ra nha, chứ không là có cát đó nha. Cut this little black out because that is sometimes they have the sand in there. Some of them sometimes they don't have it, then it's okay. Okay. Có con nào nó không có thì không sao hết, mà có màu đen đen là nhớ cắt nó ra nha. Okay. Okay. Bạn nào để coi tá bột okay. Let me see the flour. Sảy chưa? Okay. Okay. Okay, let me check out the flour. Nở được chút rồi nè. Okay. Nếu mà để lâu hơn nữa cũng không sao nữa nha. Mà bây giờ bé nào phải làm cho nên bé nào lấy nó ra. Để lâu nữa thì nó sẽ nở lên một ít nữa nha. So, ok, nó cũng có cái phần bột yeast trong đây đó. Ok, alright. Mình get the pan. Bé nào lấy cái chảo ra. Mình sẽ làm một ít bánh mì nha. Okay. Dẹp cái này qua một bên nha.
nàng sẽ lấy cái iron, cast iron á, cái chảo gang á. Nếu ai không có cái chảo gang thì lấy cái chảo non-stick nha. Ok, can use the non-stick too. Ok. Cái bánh mì của Ấn Độ này mới là đúng cái món curry của Ấn Độ, rất là ngon, phải nói. Cái nào phải công nhận. Nếu mà nó hơi ướt á, mình dùng một ít bột khô vô nha. Nè, cái bột của nó rất là trắng, mọi người thấy không, rất là trắng, rất là mịn. Cái này làm bánh bao rất là ngon, mọi người cứ thử đi nha. Nếu mà ai mua được cái bột này thử nha. Oh, you get the bowl? Yeah, yeah. Rất là ngon. Rất là ngon. Muốn làm bự tí xíu nữa. Ai muốn ăn bơ thì mình lấy một ít bơ mình cho vô microwave cho nó hết ra. Còn ai muốn ăn dầu ăn, mình dùng olive oil, mình cho một ít lên, mình sẽ nướng cái bánh này lên xong rồi mình chén nó lên. Ok, nhưng mà biết nàng thích có một ít bơ nó ngon hơn. Như là một ít garlic. Ok, khi mà làm bánh bao mà muốn cho nó mịn á, mình bóp như thế này, mình đẩy nó ra như vậy, thấy không? Là bánh bao phải nên mịn nha, mịn thì cái mình hấp bánh ra nó mới đẹp. Chứ mà bột mà không mịn á, làm cách nào đi nữa nó cũng sẽ hấp nó ra nó sẽ không có mịn đâu. Cho nên cái quan trọng á là nhồi bột, ok? Nhồi bột rất là quan trọng, ok? Rồi cái này sẽ cán một cái ra. Ok, chờ cái này chút nha. Ok, so you can use cái này seasoning oil. Bên nàng lấy cái olive oil ra. Bên nàng làm bơ. Bơ, butter. Ok, can use butter. Bên nàng thích butter. Mình sẽ dùng một ít bơ đi nha. Ok, check cái nồi cà ri nha, đừng có quên nữa nha. Ok, rồi. Ok, bây giờ mình sẽ làm cái bánh này nha. Ok,
mà có một ít bơ, mình heat up the pan. Ok, mình làm cái chảo gang này nóng lên. Ai không có chảo gang, mình làm cái chảo non-stick cũng được nữa. Ok, heat it up. And then you, mình sẽ lấy cái bơ này, mình chà nó lên một tí xíu. Rồi mình sẽ lật qua lật lại. Like you cooking, you flip over, over, side by side for a couple minutes, ok? Okay. Ngon lắm, rất là vừa ăn. Mình đừng có nêm muối nhiều quá khi mà mình dùng cái nước luộc clam á. If you're using the clam broth from the, you boil the clam, you use that from the broth. So don't add too much salt because it's really salt, a little bit salty in there. Okay, so don't add too much seasoning. Now heat up the pan. Okay. So you can cook them up. Okay, mình sẽ use medium heat, okay? Don't use too high heat. So medium heat only. So mình làm cái lửa nó đừng có lửa cao quá nha. Lửa cao quá bánh nó sẽ khét đó nha. Khi nó phồng lên kìa. Thơm lắm, rất là thơm luôn. Trong khi đó mình sẽ rắc tí xíu bột tỏi ra luôn nha. Nếu ai thích tỏi, bột tỏi đó, tỏi đó, thì mình rắc một ít bột tỏi ra luôn nha. Mình sẽ cooking together. Rất là thơm. Ngon lắm. Delicious. Oh.
Bây giờ mình mở cái lon cốc dừa ra nha. Bây giờ mình cho nửa lon nước cốt dừa vô nha. Mình hạ cái heat xuống nha. So low the heat. When you add the coconut milk in here, okay? Yeah, low, but actually low at the moment it go couple percent more, so. Half of can, okay, half can. You can add the whole can too, but I think half can is good enough for me. I forgot this. Okay, now we'll take the bread out. Thơm quá đi. Smell delicious. Rất là mỏng luôn, rất là mỏng, rất là thơm luôn. Ok, sẽ cắt bánh này lên đây. Rồi mình sẽ trưng ra lên đây. Ok, cái này để cho nó sôi một tí xíu rồi mình múc ra chén mình sẽ thử. Ok. Ngon quá mọi người ơi, super delicious, rất là ngon. Ăn cà ri Ấn Độ phải cay cay nha. Cà ri của Malaysia cũng cay cay đúng không?
mà cà ri của Malaysia với lại cà ri Ấn Độ á, mình nấu cái màu cà ri ra nó đỏ chứ nó không có vàng khè. Người Việt Nam mình thì nấu cà ri nó ra vàng khè. Mình ở đây mình mix nó một chút xíu. Ok. Mình nướng cái đầu á, tại cái đầu cái lửa nó chưa có đều á, cho nên cái bánh nó hơi nướng hơi lâu. Mình nướng cái thứ hai, cái thứ ba là cái chảo nó rất là nóng đều, cho nên nướng cái này nhanh lắm nha. Cái này nó sôi nè, mình tắt lửa lên này, đừng có để nó sôi quá, bên nào không để ý nó sôi ục ục không có được nha, nhớ nha, đừng có để nó sôi nhiều quá nha. Rồi bây giờ bên nào múc cho mọi người coi nha, hấp dẫn quá. Nhà có rau quế thì mình cắt ít rau quế vô, bên nào không có cho nên chỉ có hành lá thì mình cho hành lá vô. Ok. Ngon chưa? Rất là ngon luôn, rất là ngon luôn. Cái khoai sọ này nó chưa có mềm dữ lắm, nhưng mà mình nấu mình hâm đi hâm lại nó sẽ mềm ra nữa, nó rã ra nữa. Ok. Nhưng mà nó đã chín rồi, mình nấu của nãy thì cũng 20 phút rồi. Ok. Để bên này ai xong rồi bên này múc ra cho một cái nha. Rồi. Xong. Ngon chưa? Thêm một cái nữa. Nha. Nó mỏng mới ra không? Ngon ghê chưa? Mình để lên đây luôn đi nha. Nóng quá, nóng quá. Rồi mình múc ra chén mình thử nha. Rồi xong. Xong rồi đó mọi người ơi. Đây là cà ri Ấn Độ với lại bánh mì Ấn Độ, nan, gọi là nan bread, cà ri Ấn Độ. Nhưng mà mình làm kiểu Việt Nam mình tí xíu, cho nên mình pha chế. Ở nhà mình có ốc thì mình nấu ốc, mình có gà thì mình nấu gà, mình có cái gì thì mình nấu với cái đó, hay là mình nấu đồ chay cũng được nữa. Xong rồi mọi người, hấp dẫn không? Bây giờ bên nào sẽ thử nha, ăn thử nha, ăn thử chứ, ăn thử chứ. Rồi bên nào sẽ thử nè, xé cái bánh mì này ra, trời ơi ngon lắm, nó còn nóng hổi như vậy nè, mình ăn liền rất là ngon. Ngon quá. Mình chấm vô đây, mình dip vô mình ăn. Ngon quá, hấp dẫn không? Rồi tới đây là của bé nàng cà ri, cà ri nghêu hả? Cà ri nghêu curry clam, clam curry with naan bread. Alright, okay, rồi bây giờ bé nàng sẽ làm tiếp cái này rồi xong đi dọn dẹp rồi cho gia đình ăn cơm. Alright, thank you mọi người nha. Chúc mọi người have a good night, have a good day, vui vẻ, ăn ngon và ngủ ngon nha.
Ok, hẹn gặp mọi người lần sau nữa nhé. Ok, bye bye. Cà ri rất là thơm và ngon. Ok, rồi, bye bye. Thank you for watching.